Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2019, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh (IGS) đã tổ chức triển lãm với tên gọi Bau-Welt, chung tay bảo vệ môi trường sống do các em học sinh Việt Đức thực hiện. Triển lãm Bau-Welt, chung tay bảo vệ môi trường sống diễn ra tại ngôi nhà Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày 45 tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh (IGS). Với sự trợ giúp của giáo viên bộ môn nghệ thuật, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế hướng dẫn, các em học sinh đã thực hiện những tác phẩm vẽ, điêu khắc, nặng tượng thủ công từ các nguyên liệu tái chế, rác thải hay các vật dụng đã vứt bỏ như giấy cũ, vỏ ruột xe máy, ống hút nhựa. Các tác phẩm hàm chứa những thông điệp tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển, hướng đến xây dựng cuộc sống văn minh sạch đẹp. Việc tự tay thực hiện các tác phẩm của mình từ các nguyên liệu tái chế giúp các em nhận thức được bản thân là một phần của môi trường tự nhiên và luôn nỗ lực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái. Triển lãm kéo dài từ ngày 15 đến 21 tháng 6.